Mình chào nhà nhé. Ngày mới cũng xin chúc cho toàn thể quý ông bà cô dì chú bác bạn bè gần xa đang xem video mình ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong mọi công việc nhé. Ngày mới cũng xin chúc cho toàn thể anh em đồng nghiệp đi xe ngang trên mọi miền tổ quốc xem thật nhiều em nhé. Hôm nay mình đi xe ngang vui nhà ơi, cả nhà đồng hành mình đi xe ngang vui nhé. Đến đây phát hiện tô ông vui này anh chị bác ơi, tô ông khá to luôn, đứng bên ngọn cái kiều này. Bây giờ phải đâu mình sẽ leo lên, mình chặt nhánh cây để mình lấy xuống nhé nha, nha đồng hành video của mình nhé. Đó. Mình lên gần tới tổ ong ruồi rồi anh chị em bác ơi. Đếm nhánh nhỏ quá, mình chặt nhanh nhánh đây. Để đó mình chặt cái nhánh đây mình lấy xuống. Đếm cao quá. Đếm cao quá, đếm nhánh nhỏ nữa. Dù gió đưa. Để đưa ghê quá. Lấy được của ông đồng ơ mình. Bây giờ nhà đồng hành video của mình nhé. Ơi tốn tôi mình đã lấy hạ nhanh coi xuống rồi anh chị bác ơi. Có bò mặt khá đẹp luôn nè anh chị các bác. Đấy, bò mặt nó phân mê luôn. Đấy, khá đẹp luôn. Để tía mình à. Còn mặt bầu mặt không anh chị bác ơi, khá đẹp luôn. Giờ là mình sẽ cắt tỉa lấy mặt. Đây mình đã lấy ra xong rồi anh chị bác ơi, khá đẹp luôn. Bầu mặt khá đẹp luôn. Chưa đầy mặt. Ở mặt đẹp hay chưa đầy mặt. Ở thời lượng video tối nay tạm dừng nhé nha. Mình đi có tổ khác sẽ ghi lại nha. Xin mẹ chí cho buổi tiếp nhé. Mình xin chào nha nhé. Mình sẽ review nha. Xem tổ ong ruồi thứ hai trong ngày nhé. Ong ruồi thứ hai đóng sát mặt đất luôn. Anh xem cô bác ơi. Nó đóng như đây này. Đông sát mặt đất. Tổ này giống tổ non mà thấy có bầu mật rồi anh chị bác ơi. Bầu mật khá là to luôn này. Đang lộn xộn. Bầu mật khá là to luôn. Tổ có bánh nhộng rồi này. Tưởng tổ non đang nở ít nhộng rồi. Bộ mặt khá là đẹp luôn anh chị bác ơi. Cái tia đó mình lấy ra. Bộ mặt khá là phơ luôn. Khá đẹp luôn. Ông nhỏ mà bò mặt có vỏ anh chị bác ơi, bò mặt khá là phơ luôn, chưa đâm kén, đâm kén nữa giờ đẹp, khá ơm luôn. Ở thời lượng video tối nay tạm dừng nhé nha, mình đi có tổ khác sẽ ghi lại nha, xem mẹ chơi vui tiếp nhé. Mình xin chào nha nhé, sẽ review xem tổ ong ruồi thứ ba trong ngày nhé. Tổ ong ruồi thứ ba trong ngày anh chị bác ơi. Thấy bầu mặt nó cũng phần lên, cũng nhìn thấy cũng khá đẹp rồi anh chị bác ơi. Bây giờ mình sẽ tỉa. Cái tỉa mình lấy xuống. Nằm trên lùm dây
rất khó lấy luôn. Thì trống ra mới lấy được. Lồi bánh nhọn. Đi lồi bánh nhọn. Keo quá. Keo luộc đầu mình luôn. Keo quá. Keo quá làm tới. Đây tổng rùi mình đã lấy xuống sông rồi anh chị em bác ơi. Đây bầu mặt đám phôi còn khá đẹp luôn. Đây tổ thứ ba bầu mặt khá đẹp. Wow, còn mì tá lá nè. Thời lượng video tối nay tạm dừng nhé nha. Mình đi có tổ khác sẽ ghi lại nha. Xem mấy chế vui tiếp nhé. Mình xin chào nha nhé. Mình sẽ review nha. Xem tổ ông rùi thứ tư nhé. Đây tổ ông rùi thứ tư anh chị em bác. Đất còn khá cao luôn. Mình leo lên trên cây rồi. Wow, cao rất khó lấy luôn. Chỗ bầu mật nó cũng đẹp này, chị đấy. Bầu mật khá đẹp luôn. Để mình lấy xuống mình review nha xem nha. Đây, mình đã lấy xuống xong rồi anh chị em bác ơi. Đây, bầu mật nó cũng đẹp này anh chị em bác. Ông bị tá lá này. Đẹp. Thời lượng video tối nay tạm dừng đã nha. Mình thì có tổ khác sẽ gửi lại nha. Xem mấy chế vui tiếp nhé. Xin chào nha nhé. Mình sẽ review nha. Xem tổ ông rùi thứ năm nhé. Tổ thứ năm sẽ toàn tổ mini không chị bác. Toàn tổ mini không. Để mình leo lên mình lấy xuống mình review nha xem nhé. Tổ ông rùi thì mình lấy xuống xem rồi anh chị bác. Ông bay tá lá luôn. Nhỏ mà bộ mặt khá đẹp. Thời lượng video tối nay tạm dừng nhé nha. Mình đi có tổ khác sẽ ghi lại nha. Xem mấy chế vui tiếp nhé. Mình review nha. Xem tổ ông rùi thứ 6 nhé. Tổ thứ 6 theo toàn tổ mini không anh chị bác ơi. 3-4 tổ mini liền. Em lấy phóng hoa nhiều nhau, không có tổ lớn nữa, toàn tổ mini không. Ui ha. Nhỏ mà trong kén nữa làm khung á. Khá đẹp luôn. Giờ đó mình sẽ kết lại lá mật ong. Đây tổ ong rùi mình đã lấy xong rồi nha. Nhỏ mà mặt cũng có vỏ nữa. Mặt căng tròn khá đẹp luôn. Thời lượng video tối nay tạm dừng nhé nha. Mình đi có tổ khác sẽ gần lại nha. Xem mấy chế vui tiếp nhé. Mình xin chào nha nhé. Sẽ review nha. Xem tổ ong rùi thứ 7 nhé. Hay tổ ong rùi thứ 7 đó anh chị bác ơi. Đấm lùm gai à. Đấm gai lá ơ mình này.
Ủa, tụi này lấy ưa mình. Ui dồi. Gai không anh chị em ơi. Ui dồi, gai không. Thằng gai mà. Nhắn này còn gai này. Ui dồi, gai này. Khiếp này. Gai như cái lửa câu. Khiếp. Cao ruột đầu còn nữa. Ui. Thằng đầu bung ra rồi. Cao lục đầu rất khó lấy luôn. Ui hung nẻ mình mới bắt rồi. Đấy, có bộ mặt không anh chị mắt. Bộ mặt khá đẹp luôn. Và mặt khá đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ lấy mặt ông ra nhé nha. Ở thời lượng mười đều tối nay tạm dừng nhé nha. Mình đi có tổ cá sẽ gần lại nha, xem nhà chế vui tiếp nhé. Mình xin chào nha nhé, sẽ review nha, xem tổ ong ruồi thứ 8 nhé. Đây, trước mình lấy một tổ chỗ đây anh xem bác rồi. Mình kết bông mật không sau nó vẫn bỏ đi rồi. Đây, nó đi rồi nó về lại một tổ khác rồi. Giờ đó mình sẽ kết tía. Vô xem thì có mật không. Mình thấy bầu mặt đang có phân này. Ủa chất non. Tô non mà bầu mặt khá đẹp luôn anh chị bác ơi. Wow. Tô non mà bầu mặt phân to chà bá. Khá chọn luôn. Mặt vẫn khá đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cách lấy bờ mặt ra nữa rồi anh chị bác ơi.